Tạm giữ hình sự thanh niên vùng thiếp, đập vỡ xe sau va chạm giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Mỹ Anh, sinh năm 2003, trú phương Khương Đình quận Thanh Xuân, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày 25 tháng 9, một cán bộ điều tra Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Mỹ Anh, sinh năm 2003, trú phương Khương Đình quận Thanh Xuân, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 24 tháng 9, tại đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân xảy ra vụ việc va chạm giao thông giữa xe máy do một người phụ nữ điều khiển với hai thanh niên đi một chiếc xe máy khác. Sau đó, có hai thanh niên khác là bạn của hai thanh niên đi xe máy nói trên đã đến nơi xảy ra va chạm giao thông. Nhóm này đã đập phá xe máy của một người dân căng ngăn. Qua điều tra, cơ quan công an đã triệu tập bốn thanh niên đến trụ sở làm việc và xác định đối tượng đập phá xe máy của người dân là Nguyễn Mỹ Anh. Theo một lãnh đạo công an quận Thanh Xuân, Nguyễn Mỹ Anh đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú liên quan đến quá trình điều tra một vụ việc cố ý gây thương tích. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Liên quan đến trường hợp thai phụ bị nhóm Nguyễn Mỹ Anh tông trúng, chiều ngày 25 tháng 9 anh T, chồng thai phụ, cho biết sau vụ tai nạn hiện tại vợ anh đang được theo dõi tại khoa sản. Bệnh viện Bạch Mai và chưa có kết luận cuối cùng của bác sĩ. Anh Tê cho biết thêm, trưa ngày 24 tháng 9, sau khi nhận được điện thoại vợ bị va chạm giao thông, anh vô cùng lo lắng và tới ngay nơi xảy ra tai nạn. Khi tới nơi nhóm thanh niên cũng vừa bỏ đi, anh đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu. Theo anh Tê, sau khi xảy ra sự việc vợ anh tâm lý vẫn rất lo lắng vì đang mang thai. Khi tới hiện trường anh Tê cũng không quan tâm đến sự việc trước đó nhóm thanh niên gây gỗ đánh nhau mà tập trung đưa vợ đi cấp cứu sau đọc mạng mới biết là nhóm thanh niên đánh cả người đi đường. Quan điểm của anh T là xử lý nghiêm khắc, đúng người, đúng pháp luật. Được biết, vợ anh T đang mang thai bầu bé thứ ba, hiện thai kỳ đang đến tháng thứ bảy. Tính đến thời điểm hiện tại các thanh niên, cũng như gia đình chưa liên lạc với vợ chồng anh, dù chỉ là để hỏi thăm sức khỏe. Lãnh đạo khoa sản Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện tại sức khỏe ba mẹ và thai nhi chưa có vấn đề gì, tuy nhiên vẫn phải theo dõi thêm tại khoa. Về vấn đề mẹ bé không vấn đề gì, tuy nhiên thai phụ có chấn thương ở chân nên cần phải chụp chiếu xem có ảnh hưởng đến xương hay không lãnh đạo khoa sản cho hay